Như thường lệ trong phần tiếp theo của cà phê ngày mới, chúng tôi sẽ được điểm qua rất nhiều những thông tin nổi bật đã và đang được báo chí quan tâm đăng tải. Đầu tiên là một câu chuyện được đăng tải trên tờ báo Lao động. À, thưa quý vị, tính đến, đến ngày 15 tháng 5 thì các nhà mạng đã thu hồi 985.000 SIM không làm thủ tục chuyển quá thông tin về kho số. Thế nhưng mà đến nay sau hơn 3 tháng, tình trạng bài bán SIM rác vẫn diễn ra một cách tràn lan. Và trước thực trạng đó thì đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết, nếu các đại lý vẫn cố tình bán SIM kích hoạt sẵn sẽ đề xuất chặn không cho bán trên các kênh phân phối nữa Vấn đề này được tờ báo lao động quan tâm và đăng tải. Sau khi cơ quan chức năng mạnh tay diệt SIM rác, một số đối tượng lợi dụng kẻ hở để đăng ký thuê bao đứng tên nhiều SIM kích hoạt sẵn, sau đó thì bán ra thị trường. Sơ bộ kết quả thanh tra thông tin thuê bao của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho thấy, tình trạng một số thuê bao được đăng ký ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau trong thời gian ngắn. Nhiều chủ thuê bao không thực hiện giao kết hợp đồng khi đăng ký từ SIM thứ tư trở lên. Vì sự an toàn và quyền lợi của các chủ thuê bao, Cục Viễn thông khuyến cáo người dân sau khi mua SIM hãy nhắn tin theo cú pháp là TTTB gửi đến tổng đài 1414 để biết SIM mình đang sử dụng có đúng tên hay không. Bởi việc sử dụng SIM đứng tên người khác sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề liên quan đến tài chính, kinh tế, giao dịch điện tử. Liên quan đến tình trạng các cuộc gọi rác và các hình thức lừa đảo thông qua mạng viễn thông vẫn quanh hành hiện nay, bộ thông tin và truyền thông cho biết trong thời gian qua đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục siết chặt kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác quản lý thông tin thuê bao cũng như các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông nhằm hạn chế và hướng tới xử lý dứt điểm tình trạng sim rác cuộc gọi rác và phổ biến tuyên truyền về các hình thức lừa đảo thông qua mạng viễn thông và trên không gian mạng thưa quý vị chúng ta đang có một kỳ nghỉ lễ dài ngày với mong muốn là kích cầu du lịch và đặc biệt là giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi sau khoảng thời gian làm việc vừa rồi. À, tuy nhiên cái khoảng thời gian dành cho du lịch này nếu như chúng ta không biết cách làm du lịch thì không những là chúng ta không tạo được ấn tượng với du khách mà đôi khi còn làm mất khách. À, trên báo lao động số ra vào sáng nay có đề cập tới thực trạng xảy ra tại thành phố hồ chí minh đó là hiện nay tại đây đang xây dựng hình ảnh và điểm đến hấp dẫn, an toàn, sống động. tuy nhiên trong thời gian gần đây thì những vụ việc chặt chém, hét giá liên tục xảy ra đã tạo điểm trừ trong lòng du khách về hình ảnh du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, một nam YouTuber người Nhật Bản chia sẻ video về chuyến trải nghiệm bấm mua sắm tại chợ Bến Thành, quận 1. Tại đây, vị khách này đã hỏi mua một mặt hàng và phải bỏ chạy khi bị một tiểu thương bán cho 3 đôi tất với giá là 700.000 đồng. Các tiểu thương tại chợ Bến Thành cho biết, ngay khi video được đăng tải trên mạng xã hội, lượng khách tới chợ đã giảm sút. Đối với những người tới tham quan mua sắm đều có tâm lý ngại mua hàng vì sợ bị chặt chém, mặc dù đa số tiểu thương đều niêm yết giá và chấp hành đúng nội quy của chợ. Hay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 vào buổi tối, nhiều xe hàng rong tập trung tại đây ngổn ngang khiến không gian bị lấn chiếm, bừa bãi những người bày bán liên tục mời chào, chèo kéo du khách. Ngoài tình trạng trèo kéo khách tham quan, nhiều người bán hàng còn thẳng tay chặt chém, xin tiền đều, khiến không ít du khách ngắn ngẩm, bức xúc trước vụ việc bị hét giá khi mua sắm. Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó trưởng ban quản lý chợ Bến Thành cho biết, sau khi nắm được thông tin vụ việc, ban quản lý đã làm việc với chủ sạp hàng. Sạp hàng này được tiểu thương thuê lại với mà bán tại đây khoảng vài tháng nay, tuy nhiên đã vi phạm quy định về xây dựng chợ Văn Minh. Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị thường xuyên phối hợp đối thoại với các đơn vị lữ hành, kênh truyền thông để cập nhật thông tin phản ánh về tình trạng chặt chém ở các điểm du lịch. Nếu có thông tin phản ánh về tình trạng trên, Sở Du lịch sẽ giả soát và thanh tra sở cũng sẽ kiểm tra thông tin, từ đó làm việc với đơn vị để đảm bảo tốt nhất quyền lợi trải nghiệm cho du khách. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững đang là xu hướng được diễn ra một cách mạnh mẽ. Phát triển các khu công nghiệp sinh thái đang là mục tiêu được các nước công nghiệp trên thế giới phát triển. Tiếp cận sinh thái, đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu mới được xem như con đường tất yếu để đảm bảo tính cân bằng sinh thái trong phát triển kinh tế ở Việt Nam. Câu chuyện này được đề cập trên báo Diễn đàn Doanh nghiệp. Trước đó, nhận thức được việc xanh hóa các đầu tàu sản xuất là các khu công nghiệp trở thành yêu cầu tất yếu. Bộ Kế hoạch Đầu tư đã phối hợp với Unido triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp sinh thái tại 4 khu công nghiệp gồm khu công nghiệp Trà Nóc 1 và 2 của thành phố Cần Thơ, khu công nghiệp Quà Khánh, thành phố Đà Nẵng, khu công nghiệp Khánh Phú và khu công nghiệp Gián Khẩu của tỉnh Ninh Bình. Kết quả thực hiện thí điểm cho thấy việc sử dụng tài nguyên hiệu quả, sản xuất sạch hơn, tận dụng nguyên liệu đầu vào tốt hơn là những yếu tố rõ ràng đối với các khu công nghiệp được thí điểm chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp sinh thái. Một trong những định hướng đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái là cộng sinh công nghiệp. Theo đó các doanh nghiệp cùng áp dụng các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn để đạt được kết quả tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu, nước, năng lượng, hóa chất, chất thải, phế liệu và giảm phát thải ra môi trường. Do vậy, việc nhân rộng mô hình khu công nghiệp sinh thái sẽ là thách thức để hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh và bền vững, phát triển kinh tế theo chiều sâu, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Chúng ta cũng có thể thấy rằng mô hình khu công nghiệp sinh thái chỉ thực sự phát huy vai trò tích cực đối với chiến lược phát triển bền vững của quốc gia khi được nhân rộng trên cả nước. Với các hỗ trợ về chính sách, công nghệ, tài chính, thông tin và cơ chế kết nối chặt chẽ giữa các cơ quan trong và ngoài nước, Bên cạnh các chính sách hiện hữu thì cần có thêm các hướng dẫn về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của các bộ ngành và hướng dẫn về kỹ thuật từ các chuyên gia trong nước quốc tế, đặc biệt đối với các mạng lưới cộng sinh công nghiệp và giải pháp kinh tế tuần quan. Đồng thời cũng cần bổ sung các chính sách ưu đãi về tài chính như miễn giảm thuế, tiền thuê đất, ưu tiên vay vốn tín dụng cho các khu công nghiệp, khu sinh thái, doanh nghiệp sinh thái để khuyến khích doanh nghiệp tự thực hiện việc chuyển đổi và xây dựng mới khu công nghiệp sinh thái. Thưa quý vị, giữa thời đại mà chúng ta hướng tới nền kinh tế xanh thì du lịch xanh, du lịch sinh thái cũng được khuyến khích phát triển. Tuy nhiên bên cạnh những mô hình tiếp tục sẽ được hỗ trợ thì cũng có những khu du lịch sinh thái bị tuyết còi. Và câu hỏi đặt ra là vì sao lại như vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm lời giải đáp trên bài viết trên báo Diễn đàn Doanh nghiệp 115. Chưa hoàn thiện thủ tục theo quy định, triển khai dự án theo lối vừa hành quân vừa xếp hàng đang là thực trạng xảy ra đối với các dự án du lịch sinh thái tại một số tỉnh miền Trung. Vấn đề này thì không chỉ gây thiệt hại cho nhà đầu tư mà còn khiến cơ quan chức năng lẫn chính quyền địa phương rơi vào cảnh loay hoay xử lý bởi nhiều lý do khác nhau, trong khi cơ chế chính sách vẫn còn nhiều rào cản vướng mắc. Thực tế này được đề cập trên báo diễn đàn doanh nghiệp Thời gian gần đây, tại một số tỉnh như là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, liên tục xuất hiện các dự án khu du lịch sinh thái được triển khai theo kiểu không phép, chưa đầy đủ thủ tục, sai quy hoạch, diễn ra khá phổ biến. Khi được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý, nhiều nhà đầu tư cho rằng trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý, họ đã gặp nhiều vướng mắc và thời gian chờ đợi kéo dài nên phải chấp nhận làm liều hoặc có nhiều nhà đầu tư đã biết trước việc triển khai xây dựng như vậy là sai, chưa đầy đủ thủ tục theo quy định nhưng vẫn bất chấp vì nhu cầu của người dân check-in tại vị trí của mình khảo sát khoa lớn so với dự kiến ban đầu. Liên quan tới vấn đề này, đại diện Sở Du lịch tỉnh Nghệ An nêu quan điểm, trước nhu cầu trải nghiệm du lịch sinh thái, du lịch xanh gắn kết với cộng đồng trở thành nhu cầu của đông đảo khách trong khoảng 10 năm trở lại đây. Chính vì vậy trong thời gian gần đây, nhắm tới nhu cầu của người dân, không ít nhà đầu tư đã khảo sát triển khai xây dựng hàng loạt các điểm du lịch sinh thái khi chưa có đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để hình thành và xây dựng hạng mục công trình của những dự án nói trên, các nhà đầu tư đang gặp nhiều vướng mắc trong cơ chế, chính sách về đất đai trở thành giao cản để phát triển loại hình du lịch sinh thái. Bởi thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp sang đất kinh doanh, dịch vụ hiện còn mất khá nhiều thời gian và các thủ tục liên quan. Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam được coi là vương quốc di sản, trong đó có di sản văn hóa phi vật thể. Điều đó cho thấy chiều sâu của một nền văn hóa vô cùng vẻ vang. Tuy nhiên, bảo tồn phát huy di sản trong cuộc sống đương đại là một điều không hề dễ dàng. Bài viết được đăng tải trên số đặc biệt của tờ báo Đại đoàn kết phát hành ngày 1 tháng 9. Kể từ năm 2023 đến nay, 15 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể văn hóa đại diện của nhân loại. Vào ngày 7 tháng 11 năm 2003, nhã nhạc cung đình Quế được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Theo đánh giá của UNESCO, trong các thể loại nhạc cổ truyền ở Việt Nam, nhã nhạc đạt đến tầm vóc quốc gia. Còn theo thống kê của Cục Di sản Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tính từ năm 2012 cho đến năm 2021, có 395 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận ở cấp quốc gia. Mới đây nhất có thêm 14 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận. Đó là các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Việt Nam, gồm các loại hình, lễ hội truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian, tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, di sản hỗn hợp, Việc bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể mang ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi dân tộc, một quốc gia. Không chỉ là để lưu giữ được công sức và nét đẹp văn hóa truyền thống của các thế hệ đi trước, mà còn tạo tiền đề để các thế hệ sau phát triển và tái tạo. Việc bảo tồn và gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể cũng góp phần quan trọng làm phong phú nền văn hóa dân tộc Việt Nam nói riêng. Việc công nhận di sản văn hóa phi vật thể không chỉ là để vinh danh mà còn là nhắc nhở trách nhiệm của chính quyền, người dân trong việc bảo tồn khai thác lan tỏa giá trị di sản đây cũng chính là bổn phận của con cháu đối với tổ tiên